Huyên Linh, tôi tự do tài chính, sống vui. Huyên Linh gây chú ý ở show Đạp Gió, nói đạt tự do tài chính, làm chủ thời gian nên cuộc sống không có gì để phàn nàn. Nhiều tháng qua, cô tham gia show Chị Đẹp Đạp Gió Rẻ Sống phiên bản Việt, gây chú ý qua nhiều tiết mục như Chị Ngã Em Nâng, Anh Đang Đi Đến Vòng Chung Kết. Dịp này, ca sĩ nói về cuộc sống, công việc sau 14 năm vào nghề. Huyên Linh tự nhận bản thân thay đổi về nhiều mặt như tư duy, diện mạo, cách cảm thụ âm nhạc, suy nghĩ làm nghề. Hiện cô không dám phàn nàn gì thêm vì thấy đủ, hài lòng về cả vật chất lẫn tinh thần, vui vì được sống đúng đam mê. Tích lũy đủ để đạt được tự do tài chính. Theo ca sĩ, cuộc sống khó tránh khỏi chuyện sinh lão bệnh tử. Nhiều năm qua, cô học cách chấp nhận mọi thứ xảy ra trong cuộc đời theo cách nhẹ nhàng. Mai này, nếu sự nghiệp có đi xuống với các khoảng trầm, tóc có rụng, da có nhăn thì với tôi cũng không có gì là khủng khiếp, giọng ca cảm ơn tình yêu nói. Cô tên đầy đủ Trần Nguyễn Huyên Linh, 37 tuổi, quê thành phố Hồ Chí Minh, tốt nghiệp Học viện Ngoại giao Việt Nam. Ca sĩ từng phát hành album Ước Sao Ta Chưa Gặp Nhau 2014, Portrait 2018, nhận được đánh giá tốt của công chúng, giới chuyên môn. Năm 2022, Huyên Linh tham gia chương trình Ca Sĩ Mặt Nạ qua tạo hình nhân vật báo mắt biết, mang đến nhiều tiết mục có sức lan tỏa như Bước Qua Mùa Cô Đơn, Bên Trên Tầng Lầu. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.